chào các bạn, mình là Đoàn Áp Zoom. Mình đang cầm trên tay chiếc HTC 10 bản sách tay của thị trường Trung Quốc, là HTC 10U hay còn gọi là HTC 10 Lifestyle. Cái máy này chạy chip Snapdragon 650 hoặc là 652 tùy từng thông tin từng chỗ ghi. Thì cái máy này mới sách tay bên Trung Quốc về nên chưa có tiếng Việt và chưa có dịch vụ của Google Play. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành cài tiếng Việt và cài cái dịch vụ Google Play cho nó. Mình sẽ quay trở lại video sau khi mình cài xong. Đây là thông tin về download more fastboot của máy. Thì cái máy này có mã là HTC PME C2 TUHL. Mình đã vừa add off và unlock ladder. Để add off được cái máy này thì bên mình phải có công cụ chuyên dụng mới add off được. Đây, mình đã vừa cài xong bản dung quốc tế cho con HTC 10 của China Mobile này. Thì bây giờ máy có tiếng Việt đầy đủ các dịch vụ của Google Play. Mình sẽ thử download một cái về cho các bạn xem, ví dụ như là cái thằng Zing 13 chẳng hạn. Rồi mình sẽ thử như là thử dịch vụ của YouTube. Bản Zoom này thì các bạn có hết reset hay là khôi phục bản gốc cũng sẽ không bị mất tiếng Việt và không bị mất Google Play. YouTube ok. Zing M3 đang cài. Máy là convert hoàn toàn sang bản quốc tế, không còn dính dáng gì đến các dịch vụ của Trung Quốc nữa. Zing M3 đang cài. Vậy bạn nào mà có nhu cầu mà cài đặt tiếng Việt, cài Zoom tiếng Việt cho các dòng HTC hay là con HTC 10 U này thì liên hệ bên mình, search Đoàn Áp Zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên. Zing M3 đã cài xong. Rồi mình xin chào các bạn.